Xin chào các bạn, trước mặt Linh Trang lúc này chính là dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han bố bóng âm trần, mã của sản phẩm là H4B. Và trong mỗi một hộp sản phẩm này thì sẽ bao gồm có các phụ kiện, đó chính là đèn sửa nhà tắm, các phụ kiện để chúng ta có thể lắp đặt, một phiếu bảo hành, một cuốn hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt để chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt đèn sửa nhà tắm tại nhà. Và như các bạn nhìn thấy ở đây thì đèn sửa nhà tắm Han bố bóng âm trần được thiết kế với bề mặt màu trắng, bao gồm có 4 bóng sửa ở 4 góc và một đèn chiếu sáng ở giữa. Và với sản phẩm này thì chúng ta cũng sử dụng một bộ công tắc đi kèm, bao gồm có 4 phím công tắc. Nút công tắc đầu tiên là chúng ta có thể mở 2 bóng đèn. Và nếu như chúng ta muốn đồng thời mở cả 4 bóng đèn này thì chúng ta sẽ sử dụng với 2 công tắc. Ở giữa là chúng ta có một bóng chiếu sáng và có một công tắc sử dụng cho bóng chiếu sáng. Và công tắc cuối cùng là để sử dụng cho hệ thống thông gió. Và công suất của sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han bố bóng âm trần là 1180W. Như Linh Trang vừa nói ngay lúc đầu thì trong mỗi một bộ sản phẩm chúng ta đều có các thiết bị đi kèm để có thể lắp đặt. Và các bạn cũng có thể tự lắp đặt tại nhà rất là đơn giản. Điều đầu tiên khi mà chúng ta lắp thì chúng ta phải đảm bảo là chưa kết nối nguồn điện. Sau đó thì chúng ta tiếp tục tháo 4 bóng đèn sửa và 1 bóng chiếu sáng ra để đảm bảo là trong quá trình lắp đặt thì chúng ta không làm ảnh hưởng đến bóng. Sau khi chúng ta đã tháo được 4 bóng sửa và 1 bóng chiếu sáng rồi thì chúng ta tiếp tục tháo bề mặt của đèn sửa nhà tắm bằng 4 lẫy ở phía bên trong. Và bây giờ thì chỉ còn lại phần thân đèn để chúng ta có thể lắp đặt. Để sử dụng, để có thể lắp đặt được đèn sửa nhà tắm thì chúng ta cần phải khoét một lỗ trần với kích thước đó là 290x290mm. Và ở trong mỗi một hộp sản phẩm này thì đều có một cái bảng quy cách để chúng ta có thể khoét lỗ ở trần sao cho mà phù hợp nhất. Và sau đó thì chúng ta tiến hành là lắp phần thân đèn vào đúng lỗ khoét mà chúng ta vừa khoét ở trên trần. Sau khi mà thân đèn đã cố định ở trên vị trí lắp đặt rồi thì chúng ta bắt đầu lắp lại bề mặt của thân đèn cũng như là 4 bóng sửa và 1 bóng chiếu sáng. Như các bạn thấy là việc lắp đặt đèn sửa nhà tắm rất là đơn giản. Và sau khi lắp được cố định đèn sửa nhà tắm rồi thì chúng ta chỉ cần cắm nguồn điện, sau đó thì sử dụng các cái công tắc như Linh Trang đã giới thiệu thì các bạn có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm một cách đơn giản. Và giá của dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han bố bóng âm trần này là 1.150.000 đồng. Và các bạn lưu ý rằng hãy mua đèn sửa nhà tắm tại các đại lý chính hãng và website chính hãng của dòng thương hiệu